Những người bệnh ở tỉnh xa đang điều trị ở Hà Nội trong đợt giãn cách toàn thành phố này, khó khăn lại chồng thêm khó khăn. Đặc biệt với những bệnh nhân điều trị ung thư, không chỉ là nỗi lo về điều trị, thuốc men hay là thu nhập, mà một chuyện đơn giản là có nơi để trú thân qua những ngày giãn cách xã hội cũng là vấn đề đáng lo. Vậy nên một chỗ ở miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư đã ra đời giữa đại dịch. Trong thời gian giãn cách, sân trường mầm non này im ắng tiếng con trẻ. Nhưng ngay trên tầng 2, sự ấm áp lại hiện lên rõ trong đôi mắt của mỗi bệnh nhân ung thư đang lưu trú tại đây. Vốn là gia đình thuần nông, 2 năm chạy chữa bệnh ung thư phần mềm cho cậu con trai 17 tuổi giữa đại dịch, khiến cho gia đình ông Thịnh khó khăn càng thêm chồng chất. Hết đợt hóa trị đúng thời điểm Hà Nội giãn cách, hai bố con ông Thịnh may mắn được câu lạc bộ từ thiện Thiên Thần kết nối đến phòng trọ miễn phí này. Thực sự là hạnh phúc, bởi vì trong lúc khó khăn chung mà mời bản thân mình được có một cái chút, có một cái nơi mà nương tựa, mà thiện nguyện thế này thì quả thật một điều không thể nói hết được, là một điều cực kỳ may mắn. Rõ ràng giảm được cái phần chi phí về nhà ở, về sinh hoạt. Đấy là một cái điều trước mắt đã giảm được một gánh nặng cho gia đình. Không chỉ cung cấp chỗ ở miễn phí, hàng ngày các bệnh nhân còn được cung cấp thực phẩm tươi sống, hoa quả, đường sữa để bồi bổ sức khỏe. Cô Hà, lao công của trường hàng sáng đều chuyển đồ đến cho mọi người và luôn có mặt mỗi khi các bệnh nhân cần, dù đêm hay ngày. Ở đây cung cấp thực phẩm, thức ăn, các thứ đầy đủ, nước non, có nghĩa là không thiếu một cái gì. Các bác đây cho thì bảo là thôi, bệnh nhân cứ thích ăn nhiều thì nấu nhiều, thích ăn ít thì nấu ít theo khẩu phần của từng bệnh nhân một. Quyết định dành một phần trường để làm nơi ở cho bệnh nhân ung thư khi giãn cách, cô Ngọc, hiệu trưởng của trường, đã tính toán, xem xét kỹ về cơ sở vật chất để các bệnh nhân cảm thấy thoải mái nhất khi lưu trú tại trường. Cái thời điểm này là thời điểm thích hợp để nếu mà mình có thể làm được một phần gì đấy cho mọi người, cho cộng đồng thì mình có thể làm được. Thì mình mới quyết định mở trường ra để cho những đón nhận những bệnh nhân vào ở, thì mình cũng đã bàn bạc với lại cả tổ làm từ thiện của mình luôn. Thì bọn mình đều quyết định với nhau là dù có gì xảy ra thì trong thời gian giãn cách, từ giờ đến lúc Hà Nội mở cửa lại thì tiếp tục mở cửa trường để đón nhận các bệnh nhân đến đấy ở. Điều kiện để bệnh nhân đến nhà trọ miễn phí chỉ bao gồm giấy xác nhận ra viện của bệnh viện và test âm tính COVID-19. Trong thời gian ở lại đây, các bệnh nhân luôn đeo khẩu trang, không ra ngoài, thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế.